nay tôi muốn xin nói với quý vị đó hai vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề quan trọng thứ nhất là quý vị thích cầu mong, cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu phước, cầu lộc, cầu thọ, cầu tùm lum, suốt đời mình cầu. Bây giờ lại có cái tin bây giờ búng ra đó, nhất là ở Châu Đốc và Vũng Tàu, là hóa địa cầu này sắp nổ, nó tận thế toàn thể chết hết. Từ ở đó mà tung tin xuống trà Vinh và khắp các nơi trong nước mình, mà không những nước mà cả thế giới. Ngày 21 tháng 12 năm Thìn gì đó, tức là năm tới, còn có năm à. Thì nó nóng bức và mưa xối xả, nước tràn lên cả 3, 4, 5, 7, 8 thước. Những cái tỉnh nào dọc theo bờ biển như là Trà Vinh, Nha Trang thì không còn cái gì hết. Quý vị được kéo ra biển hết, sống với mấy con cá mập, ai cũng sợ hết trơn á. Thì hồi trước là nói năm 2000 tận thế rồi, vô thọ giới cả đông, rồi cuối cùng 2000 không có tận. Rồi bây giờ 2012 mà định rõ ràng là 21 tháng 12 dương lịch, thì băng nó bị bỏ bom nhiều quá, nó tan hết, nó tràn xuống đây sẽ có sóng thần. Mà sóng thần thì nó lên cao 7, 8, 9, 10, 2, 30 thước. Thì cái Trà Vinh của mình cao mặt biển có mấy thước à? Vậy là không còn một cái gì hết. Đền đài, cung điện gì, thành phố bao nhiêu quý vị nó cũng kéo luôn. Còn nói nhiều cái nữa. Nếu Phật Bà Quan Âm thì ra Nam Hải ngồi khóc giữa ô tùm lum. Rồi Phật tử bắt đầu sợ. Chừng đó tụi con chết không sư? Nếu mà giờ tụi con thọ giới con chết không? Con khỏi chết được không? Chúng ta không hiểu cái gì hết trơn á. Nếu bây giờ thí dụ rồi càng quả địa cầu chết hết, mình sống mình chịu không? Làm cái mốc gì? Còn bây giờ thí dụ qua cái năm đó mà không có tận thế thì mình chết không hay là sống hoài? Khỏi chết tốt. Ai mà khỏi chết? Không chết sớm thì chết muộn. Không hai ba chục, không sanh ra chết thì 10 năm, 20 tuổi, 30 tuổi, 5, 70 tuổi, 100 tuổi, 200 tuổi rồi cũng phải chết. Nhưng mà cái quan trọng là cái gì? Đâu phải là cái chết. Nếu nó quan trọng là mình giải quyết mình không chết thì mới thật sự là quan trọng. Cái này ai cũng Phật còn phải chết mà. Nhưng mà còn lại cái gì? Và có nó đầu thai như thế nào? Nó lên hay là nó xa đỏ? Mà xa đỏ về đâu? Rồi nó lên sanh ra cõi trời ở đâu? Nó ra làm sao? Mà làm thế nào để mình sanh về cõi trời? Làm thế nào để mình bị đọa xuống địa ngục? Đó là một vấn đề quan trọng. Thành ra hôm nay tôi muốn nói những gì vấn đề đó. Thì cái đó nó liên can tới cái xác thân mình. Mình đừng có tìm hiểu cái chết. Mình chưa chết mà không biết được cái cảnh giới chết, chỉ có bậc thách mà. Nhưng mà Đức Phật nói nếu các con hiểu được cái sống là các con hiểu được cái chết. Cái chết nằm ngay trong cái sống, và cái sống nằm ngay trong cái chết. Quý vị biết quý vị sanh ra đời để làm cái gì không? Quý vị sanh ra đây để làm cái gì quý vị biết không? Chắc là không ai để. Sanh ra là để chết, có chạy thôi. Thành ra vừa lọt lòng mẹ là mang cái bản án tử hình rồi. Bản án đó ai treo? Chính mình treo cho mình. Sanh là đệ tử, mà chết là để làm cái gì? Để sanh cái thân khác nữa. Mà sanh thân khác để làm cái gì? Để chết. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà tại sao phải mang thân khác? Mà tại sao phải chết? Cái đó là cái quan trọng nhất, phải tìm hiểu nó. Thành ra đây hôm tôi nói hai vấn đề thôi. Một vấn đề cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu phước, cầu lộc, cầu thọ, vân vân. Toàn cả một dọc cái cầu, chẳng qua là ở cái giữ giới thôi. Quý vị mong cầu kết quả không? Nếu nói kết quả thì sai, mà nói không kết quả thì trật. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Bây giờ quý vị bị tai nạn,
Quý vị tụng chú Đại Bi niệm Quan Âm, tai qua nạn khỏi không? Nếu nói tai qua nạn khỏi là trật, mà nói tai qua không, tai không qua nạn không khỏi là sai. Người Phật tử là phải hiểu cho rành vấn đề đó. Quý vị bây giờ đi sát sanh giết người đi, đi trộm cắp lấy của không cho ăn cốt người ta đi, đi lan chạ chồng con người khác, có vợ bé rồi xì ke ma tí này kia bệnh ép, rồi nói dối gạt người ta một số tiền lớn, rồi uống rượu say bê bét, rồi lái xe rồi đập đụng ai là quýt nấy. Rồi bây giờ quý vị có khỏi nhà tù không? Quý vị niệm Quan Âm đi, niệm Di Đà đi cứu con, có công an nó cứu mình thì có, như cái lò thiêu nó cứu mình. Giờ ai cứu mình đây? Nếu mình cứu mình thôi, cứu bằng cái gì? Cứu bằng giới, chỉ có giới thôi, phải không? Có giới thì chỉ có cái đó thôi. Giới lực mới bảo vệ mình, Phật không có một Phật nào bảo vệ mình hết đó. Bây giờ quý vị không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì bảo đảm quý vị bình an, không bao giờ nhà tù đến với quý vị. Còn nếu quý vị sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì nhà tù là của quý vị tạo ra. Vì thấy cái chỗ đó mình phải hiểu chỗ đó. Bởi vì nhà tù công an khép nhốt có không? Nó có là sai, nó không có là trật. Nó có với tụi xì ke ma tí, tụi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối uống rượu đó như bắt cóc bỏ gì đó. Còn đối người Phật tử không bao giờ có. Quý vị giữ chơi cho kỹ đây tới chết rồi quý vị không hề biết nhà tù. Thành ra cái gì cũng có thể có và cái gì cũng có thể không. Như vậy thì năm 2012, 21 tháng 12 tận thế có hay không? Nếu có là ngu mà không có là trật. Có hay không là do ai mấy ông mới biết không? Do 6 tỷ người trên quả địa cầu này. Thì Đạo Phật kêu cái đó là chuyển nghiệp. Chúng ta có thể sớm hơn, một tháng sau quả địa cầu này nổ vẫn được như thường. Thì 6 tỷ người này bắt đầu là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tôi bảo đảm thì 1-2 tháng nữa là quả địa cầu tiêu liền. Rồi bây giờ 6 tỷ người mà bây giờ hơn 3 tỷ, 4 tỷ người bắt đầu tu, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì tôi bảo đảm năm 2012 không có tai nạn gì hết. Có là tôi chịu tội hết. Mà được không? Làm gì có vụ đó. Bây giờ quý vị cầu làm sao cho 6 tỷ người được tu hết, tôi bảo đảm là không có tai nạn gì xảy ra. Có tôi xin xuống địa ngục, tôi xin chịu tội. Thì quý vị làm sao độ là 6 tỷ, quý vị độ mình được chưa? Mình còn chưa sống mà đó. Rồi Đức Quan Âm, Đức A Di Đà, Đức Thích Ca độ được không? Đậu hàng, mình nói Phật độ, Phật mốc xì, Phật mà độ ai? Phật chỉ giảng cho mình biết, mình hiểu, mình thấy cái tai hại đó, rồi mình giữ giới, mình độ mình. Nhưng mà nhờ sự hướng dẫn của ông thầy giáo, đó là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Đức Quan Âm, đó là người hướng dẫn. Bây giờ mình không chịu tu thì ông thầy giáo cũng đầu hàng thôi. Chúng ta thấy biết có bao nhiêu người đó mà kêu niệm một câu A Di Đà, lãnh một số tiền, rồi lãnh quà luôn, không là không. Bây giờ nếu không niệm đi ra không, đi ra không, Phật cũng chạy luôn. Phật thương mà không thể độ được, dưới một người căn cơ quá thấp. Chứ Phật đâu phải là có gì cũng làm được, Ngài làm theo nhân duyên. Chúng ta thấy thời Đức Phật đó không? Vua A Xà Thế giết Tần Bà Sa La, cha ruột mình, Phật còn sống. Rồi vua Lưu Ly đem quân giết hết dòng họ Thích là bồng của Phật Thích Ca, Ngài cản 3 lần không được, chết hết, không còn một mạng. Phật cứu ông, làm sao cứu được? Cái nhân duyên nó đã vậy thì chịu thôi. Như vậy đầu hàng sao? Không có vụ đó đâu, không có vụ đầu hàng cuộc sống này. Bây giờ quý vị làm sao cho tới năm đó khỏi nè, tôi đố quý vị. Vẫn làm được như thường.
Tức là mỗi người chúng ta phải giữ năm giới. Mà thật là họ giữ chứ không phải là thọ à. Bây giờ thì chút nữa có người thọ, biết bao nhiêu người lại hỏi tôi tính thọ giới rồi qua. Tôi nói qua hay không qua là do ở mình. Mà con thọ giới con tu con giữ vậy đâu rồi tới năm tận thế con qua không xử, cái đó không thành vấn đề. Thì hãy chắc chắn mình giữ giới rồi, tất nhiên mình phải qua. Nhưng mình phải nhớ rằng trong đạo Phật nó có cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp. Mình sống chung cái thế giới này đó thì trong cái cộng nghiệp. Nhưng mà không phải ai cũng giống ai. Có người tu, người không tu, người năm giới không được, người tám giới, người mười giới, người 250 giới. Còn cái kiếp trước nữa. Một cái xe hơi chở 50 người mà xuống sông chết hết không? Chưa chắc. Có thể 30, 40 người chết, 45 người chết, còn 5 người sống. Và có thể không xây xác gì hết. Có người xuống là chết lập tức, có người đem vô nhà thương mới chết. Tại sao vậy? Tại vì cái biệt nghiệp khác nhau. Cùng chung một cột nghiệp thì cùng xuống với sông một lượt. Nhưng cái biệt nghiệp người thì chết lập tức, người thì gãy tay gãy chân, người thì không hề xây xác gì hết. Là do cái sự tu của mỗi người. Nói Đức Quan Âm che chở, Phật che chở, một gì giới lực che chở. Tôi nói sai là tôi chịu tội. Thế mình tu thì có cái dùng hào quang, ta kêu là thường thường mình kêu là cái năng lực của mình, cái thần lực của mình nó tỏa ra chung quanh. Nếu mà quý vị có cái máy chụp hình, mỗi khi quý vị sân quý vị chụp thì chung quanh mình một cái luồng hào quang đỏ ché nóng bức vô cùng. Một khi quý vị mà hy vọng một cái gì chụp chung quanh vị cái hào quang xanh mát, một quý vị niệm Phật với cái tâm thành kính mong cầu Phật tiếp dẫn mình thì hào quang chung quanh nó màu vàng. Chỉ có những người có thiên nhãn người ta thấy được, còn mình không thấy mình không tin. Có ngộ vậy đó, mấy ông bác sĩ mà còn không tin. Tôi gặp ông anh tôi nói tôi bắt đầu tôi nói chuyện không lợi ổng, nhưng sau tôi đi tu tôi ngồi thiền đó rồi không nói lợi tôi nữa. Không nói chưa nói chết là còn lên lòng lên hồn ra làm sao, chứ chỉ tôi coi thì tôi cười. Những cái gì mà thực hiện lâm sàng đó, thì mới có. Cũng như người bệnh là chưa thấy mắt tai mũi lưỡi thần ốc rờ được thì có, không có linh hồn mà nó có nó ra làm sao, chứ chỉ đi chết là hết. Tôi nói hết nha, bây giờ tôi hỏi bác sĩ, bác sĩ trả lời tôi đi. Nếu trả lời được tôi trả lời cái linh hồn cho bác sĩ. Tôi hỏi bây giờ bác sĩ thắp cái bóng đèn mà cho ánh sáng. Ánh sáng này từ đâu mà có? Ông nói bóng đèn, tôi nói đó sai rồi. Bác sĩ mà còn sai. Bóng đèn đâu có cho ánh sáng. Ông nói vậy là do cái luồng điện. Tôi nói đúng rồi. Luồng điện là tránh, bóng đèn là phụ. Ông nói bây giờ không có bóng đèn có ánh sáng sao? Tôi nói vẫn có. Bác sĩ mà còn không rành chỗ đó. Tôi nói cái ánh sáng này là của luồng điện. Ông nói vậy không có bóng đèn có ánh sáng sao? Tôi nói vẫn có. Ánh sáng nó ẩn với nó hiện. Giờ cái bóng đèn đứt rồi, cái luồng điện còn thì vẫn có ánh sáng. Nhưng mà nó ẩn, thiếu điều kiện nó không hiện được. Bây giờ đi mua bóng đèn khác để vô mà không có tôi chịu. Còn bây giờ cúp điện đi, bác sĩ có 100 bóng đèn cũng không có ánh sáng. Thì ánh luồng điện là tránh nó mượn cái bóng đèn để phát ra ánh sáng. Thì tôi hỏi bác sĩ thấy bằng gì, nghe bằng gì, ngửi bằng gì, đi bằng gì. Nó có con nít nó cũng biết nữa. Thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, đi bằng chân. Bác sĩ vậy đó, thành đó bác sĩ nói đúng là đạo Phật kêu là vô minh, không có sai. Bác sĩ mà nói ra là bác sĩ ngu thì nó bác sĩ trách. Làm bác sĩ mà còn ngu. Làm gì thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi mà nói bằng miệng mà đi bằng chân được, không có cái vụ đó. Nếu một người đến với bác sĩ mà chết rồi cái thay ma này có thấy, có nghe, có đi không? Nói thầy ma làm sao thấy nghe đi, sao bác sĩ nói thấy bằng mắt nghe bằng tay, thấy ma cũng có mắt có tay có chân vậy, bây giờ mới đầu hàng. Vậy giờ bác sĩ nói là có điện phải vậy không, thì mới có cái ánh sáng bóng đèn, bác sĩ chấp nhận rồi. Bây giờ bác sĩ cho tôi biết điện ra làm sao, bao lớn nó vuông hay nó tròn, nó xanh hay đỏ hay trắng hay vàng, cái điện mà làm sao thấy,
không thấy sao bác sĩ biết rằng có. Vậy thì cái linh hồn không thấy thì bác sĩ nó không có, mà cái luồng điện không thấy mà nó có, như vậy là mâu thuẫn. Chúng ta thấy là khoa học nó cũng còn ấu trĩ, còn con nít lắm, chưa có đi sâu được. Thành ra thường thường do cái ngu si của mình mà làm cho mình đau khổ, làm cho mình lấn quẩn luân hồi mãi. Thành ra cái tin đồn tận thế này đó thì làm cho Phật tử sao động hết, ai cũng sợ chết. Nghe nói cái chữ chết là sợ, mà chết ra sao mà sợ? Chết như thế nào, cái tiến trình của chết làm sao, tiến trình của sống làm sao mà chưa không biết gì hết trơn sợ. Mà không biết là một cái ngu, cái mê tín. Mà không biết mà sợ là cái ngu. Mà không biết mà không sợ cũng là cái ngu. Đối đạo Phật biết hay không biết mà sợ hay không sợ đều là ngu hết. Mà khi đã thấy rõ một cái gì rồi thì không có vấn đề sợ hay không sợ, không có nữa. Chỉ khi nào vấn đề gì mờ mờ thì mới bắt đầu có sợ hay là không sợ. Cũng như trong tay tôi cầm, tôi đưa cái tay lên nói hỏi Phật tử là trong tay tôi có một cục kẹo hay là có một viên đạn trong đó, đạn keo trong đó. Thì quý vị có thấy gì đâu, tôi nắm hồi nào không biết, bây giờ không thấy. Thì bây giờ tôi hỏi thì bên nam bên nữ bắt đầu tin hoặc không tin. Ví dụ bên nam thì không tin, bên nữ thì tin. Rồi bên nam mới hỏi mấy cô bên đây tin, mấy cô có thấy trong tay sư có gì nó không? Không làm sao dám tin. Như vậy là mê tín, tin một cách mù mờ. Tôi không thấy cho nên tôi không tin. Thì cái đó mình thấy đúng, nhưng mà sai. Nếu bên nữ mà khôn một chút hỏi lại, quý ông có thấy trong tay sư cái gì không? Nói tôi cũng không thấy. Ông không thấy sao ông dám không tin? Không tin có nghĩa là tin không có. Còn tôi tin là tôi tin có. Tôi không thấy tôi đuôi, ông không thấy ông mù. Người đuôi với người mù thì bây giờ tin hay không tin đều là ngu si hết. Có phải thế không? Ông đổi cái chữ là không tin, ông đổi cái tin không có thành không tin. Không tin có nghĩa là tin không có. Tôi tin tức nghĩa là tin có. Mà tôi không thấy, ông cũng không thấy. Tôi đuôi, ông mù. Thì giống nghịch nhau thì tin có, tin không đều là ngu hết. Cuộc sống chúng ta bây giờ như vậy đó. Có người thì nói là tin có hội long qua, tin có năm 1012 sẽ tận thế. Có người nói dốc không có. Thì người nói không có cũng ngu, mà người nói có cũng dại. Không ai phải nói chung. Cái chừng năm đó nó không xảy ra thì nói tôi nói anh ngu. Còn năm đó nó xảy ra thiệt rồi sao? Như vậy thì bạch sư có xảy không? Tôi không nói có mà cũng không nói không. Cái thế giới này là thế giới của thần thông, thế giới của nhân duyên, thế giới của điều kiện. Cái gì đủ điều kiện thì nó có, mà thiếu điều kiện thì nó chưa tới, nó ẩn. Thí dụ như là bây giờ H2O, nước là H2O. Mà bây giờ có oxy mà thiếu hydro có nước không? Không có. Bây giờ có oxy H2, 2 oxy, 1 hydro thì có nước hiện đó. Đủ điều kiện thì nó hiện, mà không hiện thì nó ẩn. Còn thế giới này là thế giới ẩn và hiện. Mình muốn sanh ra đời mà có tinh cha, có huyết mẹ, không có cái linh hồn thần thức mình, có mình không? Không có. Còn nếu có linh hồn thần thức mình mà cha mẹ không giao hộ thì có mình không? Không có. Khi nào có ba điều kiện, có sự giao hợp của tinh cha, của máu người mẹ, có thần thức mình vô đó, có một chúng sanh. Mà không có, thiếu điều kiện thì mình phải ẩn, linh hồn vẫn còn mà không phát hiện được. Bất cứ cái gì ở trên trần thế này phải đủ điều kiện. Chúng ta muốn thấy cái chai nước khoáng, mà bây giờ con mắt mình nó hư, thấy không? Không thấy. Rồi khi con mắt tốt mà không có chai nước khoáng, thấy không? Không thấy. Thiếu điều kiện. Một khi có chai nước khoáng con mắt tốt mà tối thui, thấy không? Không thấy. Một khi có con mắt tốt, có ánh sáng, có chai nước khoáng mà chai nước khoáng đem ra vài chục cây số, thấy không?
Không thấy. Thấy đủ điều kiện thì mới thấy được một sự nhật. Ta phải hiểu ở chỗ đó. Thành ra cái hội Long Hoa tận thế này là do quý vị. Quý vị muốn có hay không là do quý vị. Mà một mình quý vị là không được. Một mình quý vị thì quý vị thoát một mình thôi. Quý vị là gì quý vị biết không? Quý vị là một thành phần của gia đình quý vị. Cái gia đình 10 người thì quý vị là một phần ở trong 10 người đó. Quý vị sẽ ảnh hưởng tới gia đình, tới cha mẹ, con cái quý vị. Còn gia đình của quý vị là một thành phần của cái thành phố Trà Vinh này. Nhiều gia đình hợp mới lại thành thành phố. Nhiều người mới hợp thành một gia đình. Thành phố Trà Vinh với cái thành phố khác hợp lại mới thành cái nước Việt Nam. Cái nước Việt Nam hợp với nước Mỹ, Anh, Nga với mấy nước trên thế giới mới thành cái quả địa cầu này. Rồi vô số quả địa cầu như quả địa cầu chúng ta hợp lại mới thành cái vũ trụ. Nó ảnh hưởng vậy, thành ra quý vị ảnh hưởng tới cả vũ trụ. Thì quý vị có thể tự cứu mình thì được. Mà nếu quý vị tự cứu mình thì ảnh hưởng tới gia đình. Mà gia đình quý vị tốt rồi thì ảnh hưởng tới cái thành phố Trà Vinh này. Mà thành phố Trà Vinh tốt thì ảnh hưởng tới những cái tỉnh khác. Ảnh hưởng tới cái nước Việt Nam. Mà nước Việt Nam tốt thì những nước Lèo, Cao Miên, Anh, Pháp, Mỹ sẽ bắt chước, ảnh hưởng tới cả thế giới. Mà thế giới này tốt thì ảnh hưởng tới mấy quả địa cầu khác. Do đó Đức Phật không bao giờ độ cả tập thể, mà Ngài chỉ độ từng cá nhân một. Một cái giáo hội Phật Thích Ca 1250 vị đều đắc A-la-hán hết. Đó là hòa bình đấy. Còn cái nước Ấn Độ làm sao hòa bình hết được? Trong một cái lớp học mà trong đó có mẫu giáo, có lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, 5 tới 12. Bây giờ đưa lên lớp 12 hết, không có vụ đó đâu. Phật cũng không làm được. Ai mà trình độ lớp 9 là ngày đưa lên lớp 10, lớp 10 đưa lên 11, một đưa lên 12. Còn lớp mẫu giáo thì cho mày ở lại mày khổ. Khổ mày mày tiến quá mày lên lớp. Thì là khổ có hai cách. Một là tiến quá đau quá đi lên lớp 7, lớp 8, lớp 9, 10 để giống như các đàn anh mình. Hai là cái định lực yếu quá, theo tuổi ác, tuổi ngu, xa đọa xuống mẫu giáo lại. Thì có đó kêu lẫn quẩn trong dòng luân hồi sinh tử khổ. Thành ra tôi muốn quý vị chú trọng tới hiện tại, ngay bây giờ và tại đây. Mọi quý vị biết rằng tất cả những gì quý vị đã gieo trong lúc còn nhỏ, trong một kiếp, hai kiếp, ba trước, năm kiếp, bảy kiếp, trăm ngàn kiếp về trước, thì nó trổ quả ngay bây giờ. Quý vị gieo hột ớt, hột chanh xuống thì đâu phải bữa nay gieo mai có trái, không có cái dụng đó. Chanh thì phải 3-4 năm, ớt thì cũng phải vài tháng. Rồi khi đủ duyên rồi, 3-4 năm rồi, phân đất đầy đủ, sương gió tưới nước rồi lên cây chanh và mới có trái chanh. Chứ cái hột chanh lên cây chanh mà trái cam không bao giờ có vụ đó. Nhân quả hay nhân nào thì phải quả đó. Mà trái chanh thì có cái số phận của nó là ruột chưa lép mà vỏ bồ hòn, vỏ đắng ngét ở ruột thì chưa lẹ. Bây giờ nó mình gieo có mấy trăm cây, được tới mấy chục ngàn trái. Trời ơi, ruột vô lép bỏ bồ hòn, ngồi ôm một cái đống chanh mấy chục ngàn trái ngồi khóc. Ngu. Số phận con hãm hiu lắm sư ơi, con sanh ra đời dưới một cái ngôi sao xấu. Gia đình nghèo tàn tật rồi, anh em bệnh hoạn, cha mẹ bệnh hoạn, con không có nghề nghiệp gì hết, con khổ ơi là khổ. Con muốn chết cho rồi. Ngu. Chết chưa hẳn là thoát dòng đau khổ, vì bên kia cửa tử hãy còn sanh. Nếu chết mà chấm dứt sanh tử thì con cũng chết, con không sống đâu. Cuộc đời này là khổ đau, dĩ nhiên nó là vậy. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu mà xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, ham muốn mà không được là khổ, cả một cái tràn gian khổ. Mà khổ có thật sự không? Có cách nào để thoát khổ không? Thì có, Đức Phật mới ra đời. Trước Đức Phật là chưa có, chỉ có cải sửa thôi.
cải sửa lên cõi trời để hưởng sung sướng. Có những cái cõi là không có sanh, không có già, không có bệnh, nhưng phải chết. Thì cái đó quý vị phải học ít nhất gặp tôi cũng 40-50 lần. Cõi người bốn đường ác thì đau khổ rồi đó, chết lập tức đấy. Có khi mới sanh ra là đã chết rồi. Còn cõi người, cõi trời, người phải ba giới, trời phải năm giới thì cũng phải chết, nhưng mà cao thượng hơn, có thể sống hàng trăm tuổi. Rồi tới cõi trời sắc giới ra thì sống hàng triệu, hàng tỷ tuổi. Không có nam nữ, không có giao hộ, sống bằng cái hào quang, ăn bằng xúc thực. Không có ăn đồ ăn như mình, không có ăn sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ không có. Không có người nữ, người nam, toàn là trượng phu không. Họ sống hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ tuổi. Cõi cao hơn nữa là không có sắc thân, không có cảm giác, sống bằng trời đất, tức hàng tỷ 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 tuổi. Nhưng Đức Phật nói giàu cõi nào, giàu cảnh giới nào, giàu bao nhiêu tỷ tuổi thì vẫn nằm trong vô thường, vô ngã, khổ đau. Mà vô thường, vô ngã, khổ đau là gì? Quý vị phải gặp tôi vòng 40-50 lần quý vị mới hiểu sâu được. Cái đó là cái pháp ấn của Đạo Phật và của tất cả các tôn giáo. Nhưng mà giải thích có Đức Phật giải thích rành nhất thôi. Thôi chúng ta để đó, tự gặp tôi nhiều lần rồi chúng ta sẽ đi sau. Bây giờ tôi giảng cái gì cũng không hiểu nổi đâu. Mà khổ đau là cái gì? Tôi muốn nói khổ đau tức là nhàm chán, khổ đau tức là dính mắc. Sanh lên khỏi trời chúng ta thấy sướng, sống hàng tỷ tỷ tuổi, sống bằng trời đất thì nó sung sướng quá rồi. Nhưng cảnh nào sung sướng rồi nó cũng nhàm chán. Do cái nhàm chán này không ở được mới xả xuống dưới cõi thấp lại. Ví dụ để ý đi đâu, đi ở nhà riết nhàm chán người vị lên Đà Lạt, hay là đi qua Mỹ những cái Hollywood này kia, những cái cảnh đẹp đó. Quý vị ở với 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì bởi vì thấy nhàm chán rồi. Thí dụ hỏi người dân tại đó, họ thấy gì đẹp? Họ ở cả năm sanh hồi nhỏ rồi thấy nó chán, thấy mộ đẹp cái gì. Còn lâu lâu quý vị lên lần thấy đẹp, quý vị về Việt Nam 1-2 năm sau trở lại thấy đẹp. Và ở đó chừng 2-3 tháng xấu quá, không có gì đẹp. Chúng ta sống bằng cái tư tưởng, mà tư tưởng là khuôn khổ. Mà cái gì khuôn khổ thì nhàm chán, cái gì mới lạ mãi á thì không nhàm chán. Mà chừng nào chúng ta mới thấy mới lạ mãi? Ta cứ thấy nó như vậy thôi. Bữa nay lại nhìn cái tịnh xá này, nhìn đứa con mình nó bụ bẩm đẹp quá, nhìn ra 3-4 lần thì thấy nó cũng vậy thôi. Tới 7-8 lần thấy cái mặt nó thấy ghét. Muốn nhìn nó thì nó đẹp, bụ bẩm, nó cười, nó giỡn này kia đủ thứ hết. Rồi ở với nó 1-2 năm rồi nó mới thấy nó có những cái tật xấu, bắt đầu ghét. Vợ chồng cũng vậy, mới về nhau đám cưới rồi thì thấy thương nhau lắm. Từng trang đầu rồi thì anh nói em nghe, em nói anh nghe. Từng trang thứ hai đó thì anh nói anh nghe, em nói em nghe. Rồi từng thứ ba đó chúng mình cùng nói thì lối xóm nó cùng nghe. Cuộc đời là vậy, nó nhàm chán. Cái mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, mà ở lâu rồi nó xấu quá. Bị mà ai không có tật xấu, mà ở lâu thì cái tật xấu nó lòi, thì bắt đầu nhàm chán đó. Chỉ có những bậc thánh đó, mà sống như cái mới lạ mãi thì không bao giờ nhàm chán. Chúng ta đi lâu rồi ai lại ra chúng ta quên rồi thì chúng ta thấy mới lạ. Cũng như cái hình mới đầu đến mình chụp cái hình đó để trong ai lại ra, còn mai gặp cái cảnh gặp người đó nữa thì chúng ta không nhìn người đó đâu, mà nhìn cái hình trong ai lại ra, cái phim đó, cái ảnh đó, đưa ra nhìn cái ảnh đó. Chúng ta vậy mà chúng ta đâu có hay. Mới đầu gặp người đó thì chúng ta nhìn người đó thật sự đấy. Chút nữa tôi sẽ nói cái tiền trình đó. Rồi bắt đầu cái hình ảnh kêu là lạc tả chứng tử đó, hình ảnh đó nó vương tập nó bỏ trong cái linh hồn. Rồi mai gặp người đó nữa thì không nhìn người đó, thì cái ảnh này đưa ra nó chặn đầu đó. Mình nhìn cái ảnh của người đó chứ không có nhìn người đó nữa. Thì người đó là một cái gì khuôn khổ, một cái gì chết cứng. Mà nước mà chết cứng thì nước nó sẽ thối. Nước mà trôi chảy mãi thì nước mới lạ mãi, thì nước này đẹp.
Còn nước ở một chỗ không chảy nữa thì nước động sẽ thúi. Thúi là nhàm chán, là khổ đó. Thôi tôi nói sơ quý vị về suy nghĩ coi đúng vậy hay không. Rồi bây giờ Đức Phật mới thấy cái đó. 62 tôn giáo bạn là không thấy cái đó. Cứ đổi hoài. Ngài nhàm chán cõi địa ngục lên ngạ quỷ chán lên súc sanh chán lên khỏi người, người lên khỏi trời dục giới. Ba giới rồi năm giới rồi tám giới rồi mười giới rồi 250 giới, cuối cùng nhàm chán quá. Thôi xả xuống lại. Xả ra rồi cái đụng chuyện, cái định lực hết, xuống lại xuống địa ngục ngạ quỷ lại. Đi theo cái vòng tròn. Thế chừng Đức Phật ra đời, Ngài thấy cái chỗ đó, cái chỗ sai lầm đó. Ngài đi tới cõi trời, phi tưởng là thấy được cái pháp thân thường trụ của Như Lai. Thì cái tâm mà cái cốt lõi nó là sao động, thì nó sao động nó che mất. Thì mới tạo cái pháp thân Như Lai giả, bây giờ đồ giả nhiều quá. Chúng ta kêu đồ dỗm hay đồ nhái gì đó, giống hệt. Nhưng mà giống hệt là đồ giả thì sai, nó hư. Thành ra khi mà A-la bước đầu Long Phất, A-la chỉ Ngài cái giống như A-la-hán, giống như Như Lai, thì Ngài thấy cái đồ dỗm. Ngài mới chỉ cho mấy ông thấy. Nhưng bây giờ Ngài chưa đắc, Ngài mới là Bồ Tát thôi. Nhưng mà chỉ cái thật Ngài không chỉ được. Ngài thấy nó là đồ giả, nó có nhiều chỗ hớ trong đó. Mà mấy ông thầy Ngài không thấy, cho cái đó là Như Lai thiệt. Nhưng mà khi Đức Phật phân tích, ông chịu. Nhưng mà giờ Ngài tìm hết khắp nơi, không có ai mà thấy đồ thiệt hết đó. Đức Phật nói đúng, Thế tử Siddhartha Bồ Tát nói là đúng. Bây giờ tôi phải tự tìm lấy. Thì sau 49 ngày dưới cội Bồ Đề Ngài tới, bây giờ bắt đầu có đạo Phật. Vì là đạo Phật sát với 62 tôn giáo từ đó khác nhau làm sao? Mình phải đặt câu hỏi. Câu hỏi này là tôi trăn trở 40 mấy năm trời. Tôi nhức nhối với nó. Thì kinh sách viết về cái đó, nhưng mà quá bí hiểm, quá bí mật, mình coi không hiểu. Nhất là khi mà cái đó không thể diễn tả bằng tư tưởng. Những cái phi điều kiện, những cái không thuộc về điều kiện mà lấy cái điều kiện để diễn tả nó thì làm sao diễn tả được. Thành ra bên tiểu thừa đó tuyệt đối không thể nói tới Niết Bàn. Nói Niết Bàn là không được nói. Hay nói thì nó thành ra tư tưởng, nó thành ra luân hồi. Có câu chuyện con rùa với con cá. Con rùa thì nó ở dưới đất cũng được, mà ở lên mặt nước, dưới nước cũng được, mà lên đất liền cũng được. Con cá lên đất liền là thành cá lò thiêu. Thành nó có ở dưới nước không? Thì con rùa nó đi lên đất liền đã, nó xuống nước gặp con cá, cả hỏi anh đi đâu lâu quá vậy? Nói tôi lên đất liền. Đất liền hả? Đất liền là cái gì? Thì con rùa mới diễn tả đất liền ở trên này có cây cối, có này có kia. Nói cây cối mọc ở dưới nước nè, à, uống nước à? Nó không phải, nói cái gì cũng không phải hết. Con cá làm sao hiểu được cái danh từ của đất liền? Thì nói ra 1000 thứ thì con cá đều bác hết. Anh đi xa gì nói dốc, tại tổ nó dốc. Càng trình bày chừng nào thì con cá càng hiểu lầm chừng đấy. Thế giới của điều kiện, của tư tưởng mà lấy thế giới của phi điều kiện mà diễn tả làm sao diễn tả được. Nhưng cái tài tình của Đại Thừa sau này thấy nếu không diễn tả thì chúng sẽ làm sao biết mà tu. Mà diễn cả ra thì thành tư tưởng, thì tu lạc nữa, ngủ ấm ma. Bây giờ lọt ngủ ma rất nhiều. Thành ra Đại Thừa bắt đầu diễn tả. Diễn tả cuối cùng là nói cái này cũng không phải là Niết Bàn thiệt nha. Nhưng đây là cái pháp Niết Bàn. Đây không phải là Niết Bàn mà là cái ngón tay chỉ Niết Bàn. Cái bản chỉ đường. Anh theo cái bản này anh sẽ đi tới Niết Bàn. Nhưng cái bản không phải là Niết Bàn. Cái hay của Đại Thừa chỗ đó. Nếu không dám diễn tả thì người ta làm sao? Thành ra chúng ta thấy rằng cái ông Triệu Châu là tay nổi tiếng về thiền sư thời Trung Quốc. Ông cũng tha thiết về vấn đề Niết Bàn. Ông nhức nhối trăn trở để tìm hiểu Niết Bàn là cái bất tử. Mà cái bất tử này độc đáo là nó nằm ở trong cái sanh tử. Mà sanh tử là sanh tử, còn bất tử là bất tử. Tại sao bất tử nằm trong cái sanh tử?
Thì thường ví dụ đó giống như cái dòng nước. Dòng nước thì không có tướng, chỉ có cái hình dòng nước chảy thôi. Khi mà có tham sân si, có dinh nhục lợi hại thịnh si khen chê, thì là kêu cái gió bát quan. Nó làm cho cái dòng nước linh hồn chúng ta nổi lên cái lượng sống, sắc thân, cảm giác, tư tưởng, ý chí, năm uẩn. Thì chúng ta nên nhớ sống không phải là dòng nước, dòng nước không phải là sống. Ngoài dòng nước không có sống, ngoài sống không có dòng nước. Nhưng mà sống là sống, còn dòng nước là dòng nước. Sống thì có hình, có tướng. Mà hãy có tướng thì sao? Có già, có bệnh, có chết, có sanh thì có diệt, thành trụ hoại không. Còn dòng nước nó không có tướng thì nó không có sanh, không có diệt, không có thành. Nó cứ lặng lẽ, nó chảy hoài, đời đời kiếp kiếp nó không bao giờ mất. Còn sống thì mượn cái dòng nước linh hồn để làm lên cái hình, cái tướng. Mà lên cái tướng tới cùng tục rồi nó xuống rồi nó mất, rồi nó lại tạo cái lượng sống khác. Thì lượng sống sắc thân của chúng ta gồm có sắc thân, gồm có cảm giác, gồm có tư tưởng, ý chí, là kinh nghiệm, kiến thức. Đều nương vào cái dòng nước linh hồn để mà điều kiện, để mà duyên khởi ra. Thành ra nếu tu trên vấn đề sống đó là đi theo cải sửa. Thành ra ngoài đời ta định nghĩa 62 tôn giáo, tu là gì? Tu là sửa. Hồi xưa là vậy thôi. Thì đối đạo Phật tu là sửa, là con nít ấu trĩ, không có đi tới giải thoát được. Sửa là sửa làm sao? Sửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, sửa lên người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Tới tột đỉnh này sao? Thì trở xuống nữa, trở xuống địa ngục lại, rồi bắt đầu bò lên tới đỉnh núi, rồi tột đỉnh rồi trở xuống nữa. Thế là theo cái dòng lẫn quẩn, tu là cải sửa. Phật Thích Ca mới thấy cái đó sai. Thế tử Sĩ Đạt Đa sau khi tham thiền, tu là nhận lại. Nhận lại cái gì? Ngay cái sắc thân này, cái cảm giác tư tưởng này, nhận lại cái dòng nước ngay trong đó. Không có pháp môn, không có cải sửa, không có phê phán, không có thầy, không có đạo sư, không có sư phụ gì hết. Không có pháp môn, không có lai rai, không có từ từ. Ngay bây giờ và tại đây, anh thấy là thấy, không thấy thì thôi. Nó không thấy, nếu anh muốn thấy là phải 9 điều kiện. Mà 8 điều kiện, 7 điều kiện thì không thấy. Còn cái đạo Phật đó thấy là 9 điều kiện cũng thấy, 8 cũng thấy, 7 cũng thấy, không điều kiện nào cũng vẫn thấy. Nó không phải thấy trên sống nha, mà thấy trên cái dòng nước. Mà dòng nước ở đâu? Ở ngay trong sắc thân, ngay trong cảm giác, ngay trong tư tưởng, ngay trong ý chí, ngay trong kinh nghiệm, kiến thức. Nhưng nó không phải là sắc thân. Thì quý vị phải có cái đề, tôi nói lý thuyết thôi, nhưng mà vô tu là không phải vậy nhá. Trần Thánh à, nó thành ra hỏi sắc thân này phải là Phật không? Đức Phật nói không phải. Ngoài sắc thân có Phật không? Đức Phật nói không có. Như vậy sắc thân là Phật, có Như Lai sắc thân không phải là Phật. Vậy thì bỏ thân này đi tìm Phật cho khác là nó không bao giờ có. Nhức nhối. Vậy tôi hỏi quý vị, chớ quý vị muốn nhận được cái dòng nước nhận ở đâu? Nhận ở ngay trong sống. Như vậy sống là dòng nước hả? Không phải. Giờ bỏ sống đi tìm dòng nước hả? Không bao giờ có. Vậy thì quý vị thấy dễ hiểu. Sống với nước không phải là một, mà không phải là hai. Ngoài sống không có nước, ngoài nước không có sống. Nhưng mà sống thì sanh diệt, còn nước thì bất sanh bất diệt. Nước bất sanh bất diệt ở đâu? Ở ngay trong cái sống sanh diệt. Sống sanh diệt ở đâu? Ở ngay trong cái dòng nước bất sanh bất diệt. Thành ra nếu quý vị tu trên sống thì quý vị lang thang vô lượng kiếp. Còn quý vị tu trên dòng nước thì chấm dứt luân hồi sanh tử ngay bây giờ và tại đây. Nhưng nói vậy mà không phải vậy. Thì cái tập khí của quý vị đó nó nhiều kiếp rồi. Tôi biểu quý vị đừng cải sửa, quý vị dừng được cái đừng cải sửa rồi là quý vị là Phật. Nhưng mà chừng nào mới được?
là cái gì quý vị biết không? Quý vị là cái xác thân này. Mà nếu nói xác thân là ngu, xác thân đâu phải là quý vị. Như vậy thì bỏ xác thân rồi đi tìm cái Phật hay sư? Không có đâu. Như vậy làm sao nhận trong xác thân này thấy có cái Phật trong đó? À, thì cái thói quen quý vị khi nhìn cái xác thân này thì xác thân quý vị trở về nhá. Cái này tôi không nói trên trời, không nói dưới đất, mà nói trong xác thân của mỗi người á. Xác thân của quý vị có 6 phần. Trở về mình nhá, đừng có nghe tôi mà ngay ở trong này. Một là con mắt, hai là cái lỗ tai, nhìn cái lỗ tai mình ha. Ba là cái lỗ mũi, bốn là cái miệng, năm là cái xác thân này, sáu là cái óc, cái đầu này. Thì cái đầu này là chủ chốt á. Thì chúng ta nhớ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là chỗ phát hiện của cảm tình, mà chúng ta khoa học kêu là cảm giác, chúng ta thường kêu là tình. Tình là gì? Tức là những cái dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu. Cái đó gọi là tình. Tình tức là sự mến luyến, sự đắm nhiễm ở trong đó. Đắm nhiễm cái cảm giác dễ chịu, ghét thế ra cảm giác khó chịu. Còn vững dưng cái cảm giác không dễ, không khó. Biết cảm giác không dễ, không khó không? Cái gì chắc không để ý. Thí dụ bây giờ có cái đám ma ở ngoài lộ đó, đường Nguyễn Thị Minh Khai quý vị trong này, thì ta trống kèn ta đi ngoài đó, quý vị nghe, quý vị dững dưng, thì có biết là ai chết đâu mà buồn, có biết ai chết đâu mà vui. Thì trạng thái đó gọi là dững dưng, không vui mà không buồn. Nhưng mà có một đứa bé, ai có một Phật tử nào ngoài chạy vô, chết rồi là Phật tử thành tín trong này, đọc kinh hướng dẫn quý vị đó ha, người Phật tử mà đáng kính, đáng yêu, đáng mến này đã chết rồi. Thì bây giờ vui hay buồn? Buồn, có cảm giác khó chịu. Còn bây giờ nói là một người đó là từng vô phá tịnh xá này, vậy quý vị không nghe Pháp, không làm gì được, bây giờ nó bị xe đụng chết rồi, thì bây giờ còn vững vững được không? Bây giờ vui hay buồn? Vui. Từ nay tịnh xá hết ai quậy rồi, mình nghe Pháp dễ dàng. Vô đây nó xin ăn rồi đụng tới nó la sùm ở trời, nó ca hát không ai nghe được cái gì hết. Mà nó điên rồi, bây giờ nó lẽ quánh nó. Thành ra con người mình không để ý gì hết. Có lúc mình vững vững, có lúc mình vui, có lúc mình buồn. Nhưng mà ta hỏi tại sao vui, tại sao buồn, tại sao vững vững? Không biết à. Cái đó thuộc về tình. Chúng ta kêu là ngạ quỷ. Tôi đi sâu nữa rồi. Cái này tôi giảng sơ thôi, muốn rành là bữa Ngọc Trường á. Tôi giảng mùng 7, 17 có bản rồi đàng hoàng, có trả bài nữa. Nói trả bài ai cũng sợ. Nói giải thoát thì con muốn giải thoát, nhưng mà đừng có cho ăn mặn quá sư ơi. Cho con ngọt ngọt một chút, ngọt mà xuống địa ngục cũng được nữa. Còn sư quết đau quá, trả bài này kia đau quá, mà con lên nước bàn con cũng không ham. Phật tử thì vậy đó, muốn cái gì mà vuốt ve mình thì quái lắm, nở mặt bằng cái nia, mà nói đụng chạm tới cái mặt chủ u, mà muốn là muốn giải thoát. Cái đó mà giải thoát á. Thì thôi giờ chúng ta trở lại, thì trở lại con người mình ha. Tôi nói sơ thôi, chừng 17 là tôi nói kỹ hơn. Rồi phải trả bài. Bây giờ tôi có cách trả bài mẫu giáo, chứ không phải bắt từ dây nữa. Hồi xưa là trả bài theo đạo Phật, bây giờ trả bài theo đạo đạo Ấu Trĩ mẫu giáo. Tức là tôi đọc sao quý vị đọc lại, tôi đọc 100 chữ, đọc lên 100, giống như cái máy thông bằng. Tôi không muốn làm cái đó mà phải làm. Trình độ quý vị cao quá là phải đi cái cao rồi. Không biết làm sao. Còn cho quý vị tôi giảng rồi quý vị nắm cái ý tôi, rồi quý vị diễn theo cái lời văn, cái hiểu biết của mình. Nhiều khi quý vị diễn ngắn gọn hơn tôi nữa, thì cái này mới là độc đáo, có sáng tạo. Trong Pháp hội chừng 1-2 người làm được, rồi mấy người kia kêu lấy lát đầu. Rồi tôi phải giảng lợi 5-7 lần, 9-10 lần cũng trả không được.
Rồi tư tưởng đâu có gì ngu. Tôi chán nản, tôi về ngồi thiền coi lại thì cái gì không ngu, mà cái ông giảng đó mới ngu. Chết chưa, thành ra chính tôi ngu. Mình giảng bài pháp mà học trò nó không hiểu, không phải tại học trò. Học trò nó ngu nó mới đi học, nó mà khôn như mình nó làm thầy giáo nó dạy vô đây nó ngồi nó nghe. Nó nghe là bởi vì nó ngu. Ông thầy giáo phải biết khí cơ, khí lý. Cơ là phải biết căn cơ trình độ của nó, tức là phải nhìn thẳng vào ai là gia nó, mà tôi làm gì làm có được, nhưng phải thông cảm tôi có đắc quả thách gì đâu. Khí lý là phải giải thích làm sao cho sáng tỏ, cho thí dụ, nó có lớp lan đàng hoàng, chứ không phải giảng tràn gian đại hải là không tóm gì hết. Đó là khí lý. Hai cái nào tôi cũng rất lớn hết. Quý vị làm sao hiểu được, mà không nắm được thì làm sao diễn tả. Thì thôi bây giờ y tờ tờ y tí. Bê A Ba hỏi ba đồng xu, Bê A Ba xin má đồng xu, Bê U Bu hỏi xu còn hết, Bê Ít Bết xu hết rồi. Thì quý vị phải đọc theo mẫu giáo, phải đành thôi. Thì tôi cũng là mẫu giáo, vì sao tôi không đủ khả năng để mà khế cơ khế lý. Nhưng mà thôi đi chậm mà nó vững hơn. Thôi giờ trở lại. Bây giờ cái thứ nhất của chúng ta đó là tình và tưởng. Có hai cái này là nguyên nhân chánh của luân hồi sanh tử. Thì tình đó thường chữ Hán kêu là gì? Kiến. Tưởng kêu là gì? Tri. Tri hay là tưởng, kiến hay là tình. Thành ra bát chánh đạo của Đức Phật hai cái này đứng đầu. Xong hai cái này là xong tất cả. Chánh kiến là cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không có chịu, phải cho thật đúng đắn thì đắc quả nhập luôn. Còn không là quý vị nhìn theo người trời, nhìn theo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tà kiến. Người trời thì chánh kiến, cái nhìn sai lầm mà sai lầm thiện. Còn bốn đường ác nhìn sai lầm mà sai lầm ác. Còn Phật đó thì thánh kiến, không bao giờ sai lầm. Thì chánh kiến, thánh kiến là cái gì? Xin thưa để khi khác. Bây giờ tôi chỉ nói chánh kiến thôi. Cái nhìn đúng đắn chống lại với cái nhìn sai lầm của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nhưng mà cũng chưa có giảng được đâu, để đó. Rồi chánh tư duy là cái suy nghĩ phê phán phân biệt dinh nhục lợi hại thịnh si khen chê cho nó đúng đắn. Mà không phân biệt đúng đắn thì tà, bốn đường ác. Phân biệt đúng đắn thì khỏi trời. Còn phân biệt một cách rõ ràng toàn diện đó là Phật. Thì rõ ràng toàn diện là sao? Xin thưa cây cát, ở đây không có nói nổi. Đây chỉ nói rõ ràng của người trời thôi. Mà nếu rõ ràng người trời tức là chưa có rõ, chưa có toàn diện thì sanh vào cõi tốt. Còn ngu si mờ ám thì sanh vào cõi mờ ám, đau khổ. Thành ra đối đạo Phật quý vị thấy rất là đáng kính. Tất cả những cái luân hồi sanh tử do mình. Mình sống bây giờ sao thì chết y chang vậy. Nếu có sai tôi chịu tội hết. Bây giờ mình sống cao thượng thì hoàn cảnh ai không có, cuộc đời là đầy hoàn cảnh. Nhất là bây giờ, hoàn cảnh mà dính mắc hưởng thụ chưa có bao giờ mà cuộc đời hưởng thụ như bây giờ. Tôi hồi nhỏ sinh sanh lên khổ vô cùng, bây giờ tôi cũng hưởng thụ. Cái tập thể nó như vậy mà đồ ra bây giờ đủ thứ hết. Hồi xưa tôi mới xuất gia đâu có điện, tịnh xá có điện mà Đức Trị Sự nhắc như không cho đốt. Thì ngày bảy mấy tuổi trong cốc ngày gắn điện ngày không cho. Rồi cái chỗ cầu tiêu của ngài gắn điện ngài cố hướng cho. Mà nói tốn tiền lắm, mình đâu có làm gì ra tiền. Mà ngài không xài mình làm gì dám xài. Mấy nhà bên không có điện nha, chỉ có tịnh xá mới vô được. Nó nối mình, nó nối. Hồi đó mà vô điện khó lắm, không phải như bây giờ đâu, tràn lan. Ngài có cái đèn cốc, ngài đi cầu cái này phải đốt cái đèn cốc đi ra. Tôi thấy tội nghiệp. Mà nửa chừng nhiều khi gió nó thổi cái tắt, ngài phải đem ngọc quẹt theo. Rồi tôi mới suy nghĩ rồi tôi mua cái đèn bão cho ngài. Bây giờ biết cái đèn bão mà gió thổi cũng không tắt.
Thì Ngài nín thinh, Ngài cười cười thôi, nói vậy thôi. Nó bạch Đức Trị Sự, Ngài xài cái đèn cốc, bữa nào gió nhiều quá đem ra ngoài tắt, Ngài phải quẹt lại. Mà không quẹt hồi xưa đâu phải như bây giờ, xài đá với xăng chứ không có ga như bây giờ. Nó khó lắm. Còn mấy ông già xưa thiện tặng lắm, không phải như mình xá láng bây giờ đâu. Lịch mà Ngài xé ra rồi, để không Ngài cất từ miếng, giết cầu an cầu siêu mà lấy cái đó cho Phật tử giết. Còn bây giờ quý vị sáng cầu an cầu siêu một tên cái lấy hai tờ giấy, giấy đôi, giết con tên nó đưa cho tôi, nói, trời ơi tôi tiếc, tôi xé tôi cất lên cái phần trắng. Còn bây giờ quý vị đi ra coi ăn uống ngoài ở đó, mỗi người có cái khăn mua xoa, như chùi cái đó về giặt. Bây giờ không có cái đó, toàn là giấy mà nó xả đầy nhóc dưới đường hết. Cái gì đi ra coi phải không? Một lần bán rồi cái cuộn giấy hết trơn. Mình xài mình quẹt chút xíu, mình xài tới mấy chục lần, xả một đống ở dưới đường. Mấy phung phí tới cùng thì sao? Thì sao đỏ trở lại. Hồi năm 39-45 đó, tôi sanh ra năm 40. Năm này lại đại chiến thứ hai. Thì mấy ông anh tôi đó bằng cái gừng, bằng giải búa nữa. Người nào nấy rệp cắn là lũng đít mình hết. Không có quần áo, giải là bị mấy thằng Nhật Bổn, mấy thằng Pháp đem, nó xài nó đốt. Cứ khi mà Nhật nó đảo chánh thì Pháp nó đi, nó đốt hết trận giải, lúa nó đốt hết. Chỉ vậy, để cho Pháp đói. Mà Pháp làm sao đói, nó lấy của dân nó ăn thì dân đói. Rồi tới chừng mà đại chiến thứ hai thắng rồi, thằng Nhật Bổn nó rút nó chạy, thì Nhật Bổn đốt lần nữa để cho ông Pháp đói. Sướng không? Hai mấy cái anh cả chơi với mấy em út chịu hết. Ông Pháp nó lợi, nó đâu có đói, nó lấy của dân, chết dân. Ở ngoài Hà Nội nghe nói chết mấy triệu người đói, quần áo không có mặc, mặc được cái ba bố tồi nó dày dục như vậy đó, rồi rách mình mấy hết trận, lưng đổ rách hết. Rồi có khí có rận gì trong đó. Rồi bây giờ thì thôi quý vị mặc rồi, nhiều khi bên Mỹ đây giờ cũng có bất chứng, mặc không thèm giặt, bỏ ngoài đường lộ, bỏ đầy em. Nó rẻ quá. Giặt chi, nếu mà không có thì giờ đem giặt ủi, rồi cái tiền giặt ủi cũng dần bằng cái tiền quần áo của mình. Thôi tôi khỏi nói mà ít thôi quý vị suy nghĩ. Nhưng quý vị nhớ cái gì lên cao rồi sẽ xuống thấp. Thành ra hồi đó Việt Nam khổ nhất thế giới. Chưa có trận chiến tranh nào mà dã man tàn ác vô nhân đạo bằng Việt Nam. Thế giới nó kêu quá. Chỉ có nước Việt Nam là đau khổ nhất. Cha con giết lẫn nhau, anh em giết lẫn nhau, vợ chồng giết lẫn nhau. Thì ai ở trong miền quê thì theo bên cách mạng, ai ở ngoài chợ thì theo quốc gia. Thì nếu hai cái gia đình rồi thì gặp nhau là bắn. Cái chừng lật ra thì khóc. Thù quán gì đâu, khác nhau cái ý thức hệ. Một bên thì theo Nga, một bên thì theo Mỹ. Rồi tôi lóc cóc lon con chốt này nó quánh nhau, mấy ông tướng ở trên sai. Việt Nam thì khổ nhất. Thành ra thế giới nó có chiến tranh mà tàn ác, tàn nhẫn, dã man, vô nhân đạo chưa đâu bằng Việt Nam. Còn bây giờ thế giới lộn xộn, khắp cả thế giới có Việt Nam im thôi. Cái nhân quả nó phải vậy. Đau khổ nhất thì bây giờ an nhất, mà yên nhất rồi để rồi trở lại đau khổ nữa. Hiện tượng giới nó là vậy. Thì quả địa cầu này lâu rồi thì nó phải nổ thôi. Nhưng mà nổ ngày nào mình quyết định được không? Thì trong đó quyết định là 21 tháng 12 tôi nói chưa chắc. Quý vị có thể cải sửa được. Tôi nói thiệt, nếu mà sai tôi chịu tội. Cái gì có thể làm cho nó qua năm 12, 14, 15, 16 như năm 2000, đúng là tận thế mà đâu có tận. Tại sao không tận quý vị biết không? Người ta tu nhiều quá, người ta năn nỉ nhiều quá. Thì cái thế giới này tận thế là do đâu? Do tư tưởng của tập thể. Bây giờ quý vị biết là nắng, lửa, mưa, dầu là do đâu quý vị biết? Nắng là nóng nhất. Hồi xưa nắng hai mấy ba chục độ, bây giờ bốn mấy năm chục không. Rồi bây giờ nước có sóng thần, hồi đó thì năm, mười năm, hai ba chục năm mới có một lần sóng thần. Bây giờ một năm mấy lần.
rồi bão lụt thì kéo chết bao nhiêu là do đâu? Do quý vị, cho mấy giờ bác học chế tạo bom nguyên tử rồi thử, mà bom tử nó nóng dữ, lấy nó làm cho những cái tảng băng ở trên Bắc Cực, Nam Cực nó nóng quá nó tan ra, thì nước nó tràn xuống đây thì làm cho biển xáo động, thì những lượng sóng thần nó kéo vô bờ nó rút hết. Rồi cây cối trong rừng thì tặc lâm tặc gì đó đốn tùm lum, mà nói lâm tặc chứ mà cái báo, cái báo giáo hóa Phật giáo đã khai ra không có lâm tặc đâu hết. Chính mấy ông bự, mấy ông chánh quyền hợp tác trong đó, chứ làm gì mà kiểm soát không được. Nhưng mà phải thông cảm Việt Nam, mấy ông lớn lương bèo quá, lương không đủ sống, mà đủ làm sao được. Cứ một tuần lễ 7 ngày đích cô đích cậu vậy đó, rồi nhảy đầm rồi ăn nhậu rồi kia, tiền đâu mà xài cho nổi. Thì bây giờ phải làm sao? Kiểm tra. Mà kiểm tra thì ở tù tham nhũng, ở tù tử hình, báo nó khai hết. Thì bây giờ cho mấy lóc cốc nó làm, tao không có ký, tao không biết tới nhà, tao làm lờ lơ đi. Mà nếu được thì chia, còn không được thì chết chịu. Xuống chưa? Anh nó nói những cái lưới giăng đó, những con cá nhỏ dính hết, còn mấy con cá bự đó nó tông đứt lưới nó mà chạy. Mà con cá bự là gì? Quý Phật tử, những người nào khôn có phước báo thì hưởng, còn người nào cứ ngu thì phải ở tù. Người khôn thì ăn trước, người trên người dạy thì ra đứng ngay bên cục định. Mà tại sao mình dạy? Tại sao người ta khôn ta có phước báo? Bởi vì người ta có tu, người ta có giữ giới. Còn mình không tu, không giữ giới thì không có phước báo, đó là dĩ nhiên rồi. Mà ai tu cho mình? Thì chết mình. Mà tu tới có phước báo rồi thì giàu có, thông minh, sáng suốt. Để rồi chi nữa? Hưởng thụ. Hưởng thụ thì sao? Hết phước. Hết phước thì sao? Xuống địa ngục lại. Mấy ông lớn, mấy ông tổng thống như ông Diệm này kia là phước báo dữ lắm, thông minh vô cùng.